đoán ra bài gì vậy chị? Mình chơi thử một đoạn bài này nha. Cho nên là chỉ demo một chút với mọi người thôi. Và đây tại chia sẻ với mọi người như thế này. Như cái bài này mình vừa chơi ở tông rê trưởng nhé. Và các bạn có thể chơi ở đô trưởng cho nó dễ bấm cũng được. Đô trưởng thì các bạn kẹp capo ở ngăn 2 này. Đó, chơi cái thế đô trưởng, kẹp capo đây thì nó thành rê trưởng. Nhưng mà theo mình thì chúng ta không nên dùng capo làm gì hết. Chúng ta chơi như này cho nó quen đi và kẹp capo, giả sử các bạn mà kẹp lên đây chẳng hạn. Rồi khi các bạn chơi nó sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì phải cả hào âm trên này, cả hào âm dưới này, cả hào âm đây nữa mới lột tả được cảm xúc của bài hát. Nhưng mọi người cố gắng nhé. Chơi không capo cho nó quen đi, vứt cái capo đi được rồi. Đó, và cái bài này chơi ở tông rê trưởng thì chúng ta không có ship. Như trên trang hào âm Việt chỉ có cái lời thôi, còn các lốt nhạc nó nằm ở đâu thì không biết được nào mà lần, đúng không? Cho nên mình chia sẻ với mọi người về cái cách mò cái lời của bài này, và chúng ta cũng áp dụng cho những cái bài hát khác luôn. Đầu tiên là về cái keo rê trưởng này. Keo rê trưởng nha, mình chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ lại này. Keo rê trưởng nó có một cái nốt pha thăng, hai là cái nốt đô thăng, còn những nốt kia giống như đô trưởng la thứ đấy, chỉ có hai cái nốt pha và nốt đô là nó thăng lên thôi nha mọi người chú ý. Chúng ta sẽ mò cái bài hát này, lời của nó trong cái keo rê trưởng này. Nhưng tất cả các lời của nó khi chúng ta chơi rê trưởng thì tất cả nó đều nằm ở cái đường mình vừa đi hết, không giờ nó chạy ra được. Đó, tất cả nó chỉ có bấy nhiêu lốt thôi, mọi người cùng mò nhá. Mình thì cũng mới tập mới mò bài này nên nóng lòng muốn chia sẻ với mọi người. Đó. Bắt đầu pha thăng. Pha thăng, la này, đô thăng,
si. Tình đời khi trắng khi đen, cười cười vui mới đó, nhưng giờ tương chẳng hề quen. La fa na si re mi. Được chưa? Mình câu thứ hai nữa. Âm tình thơ. Đó là câu tiếp theo nha. Thì bắt đầu từ lông mi. Mi re mi. Nhưng mà mình bấm đây, nốt re đây này. Nó trong cái hình kẹo nha. Pha thăng à. Gặp thì người thơ ơ, mi rê mi pha thăng la. Được chưa? Dương rê dương là nốt rê này, mi rê mi na na rê si. Câu tiếp theo là tình nghĩa xưa chi còn lời nói hững hờ. Si fa, si fa mi, re si mi. Tình xưa chi còn tình yêu xưa, si fa mi re si son re si na. Rồi học âm na chưa? Đó thì cách để chúng ta mò nó vậy thôi. Rồi cái khung sau cũng vậy nhá. Nhưng mà có câu nè, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Vậy là chúng ta có hai khuôn rồi. Nãy giờ mình mọi người cố gắng nha. Tại sao mình không ghi rõ ràng ra các thứ? Vì mình muốn mọi người tập luyện tự mò mẫm nói. Đấy là cái cách cảm âm này. Cảm âm mình cũng chưa tốt lắm đâu, nhưng mà mình có thể mò được. Thì mọi người cũng tập luyện dần đi rồi để mò nó. Giờ tới điệp khúc này. Thank you.
khung nha. Không được. Chập chững ngồi một mình thôi, suốt cả đời này, suốt đời này, suốt cả đời này biết mấy ai tận. Chia sẻ làm sao với mọi người vậy thôi. Các bạn nha, nhớ đấy là đây ta chơi trên rê trưởng và âm dài. Nhớ, cứ nhớ là nó có nốt đô thăng và pha thăng, còn những nốt kia